chân carbon sexic DV6 cực kỳ chắc luôn, được mượt mà. Cái này á 1, 2, 3 là cái độ mượt của cái đầu ban, mượt, độ mượt. Còn bên này á là cái trả về của cái đầu nặng nhẹ, lò xo. cực kỳ cứng. Em đây. Em coi. Còn cái này là độ mượt của đầu ban. Coi là chỉnh sai hay gì, nếu như có hư cái gì thì cần sửa chẳng dùm chị hết nha. Dạ. Chỉnh lực của trục ban nặng nhẹ chung carbon khó kéo dài đất.